không có thuận rồi ở nhà nó kêu thu xúc xích đi theo dì hai lượm ve chai cho nhanh nặng về cho sớm, trời sắp mưa nha cả nhà. Đi dì Tư nữa nè. Alo, alo, alo. Nè, đi nhau biến hình. Yeah. Ủa sao chưa đi vậy? Đi đi mẹ ơi. Để máy đi, để máy đi. Để máy bắt đầu lên. Trời ơi, chiếc xe này có đề được đâu. Với đạp. Xe gì trời. Ê mẹ cái đầu cái xúc gì ra vậy? Không. Ờ vậy đi. Có xúc vào. Sợ. Ồ. Ồ, ghê không, ghê không? Ồ. Mình đó ngồi xe luôn cả nhà ơi, chắc không có chai chai quá. Xuống xe, xuống xe. Má ơi, tao vẫn còn sống rồi. Mua dây chai, lo mua dây chai đi, đừng ăn trộm. Tao ăn trộm đâu? Không ăn trộm mình núp ló làm cái gì? Tao đang coi coi bưởi này, ơ tao đang phủi phủi sâu phủi kiến cho nó nè. Thôi 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 thôi, tụi mày im mãi à mồm đi. Thôi. Tao kiến quá trời. Mua dây chai chứ không phải ăn trộm bưởi. Đi về. Rủ cái gì trời ơi, đi ra. Nó bự hơn mặt tao nữa. Đi ra đi trời. Ôi trái này bự nè. Ui 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 ui. Đi ra. Giết người ta trời ơi. Tao lấy mày cả đó. Tao tao lấy mày luôn. Rồi nó này. Mình có được 5.000. Cái này 5.000 cả nhà. Cái này muốn chết. Không gì đâu. Chấm đít không lấy nha cả nhà, gạch ngang á mới lấy, còn này chấm nè, cái chấm này là không lấy, cái chấm này là mũi chết.
Cái nhỏ quá vậy ta. Giả. Nhắn giả. Trời ừ, nhắn giả đó con ơi. Sợ 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 làm duyên, mệt quá. Nhắn đi đem vô trả, nhắn giả là cứ đeo. Mày chết. Cha mày gọi con ơi. Giao dắt cái lượng phóng. Lấy cái màu người ta ngồi ta lót cái giày lên. Vô cây gà nóng cái chay cho con. Vô trong cây gà. Đi đi mẹ. Xe con á, nãy con để ở đây nè. Con gửi đó đó. Lượng hoài không biết sao hôm nay ba mình thấy nó cứ kỳ kỳ. Thôi mày im mãi à mồm đi. Đoạn video trên được camera an ninh ghi lại hôm 17 tháng 7. Theo đó,
một gã bắt cóc bất ngờ lao tới bế đứa trẻ 5 tuổi khi cả gia đình đang dạo phố. Thôi mày im mãi à mồm đi. Thôi. Ta tưởng chậu nó bánh chết luôn. Đi mua ve chai mặc đồ đóng thùng giống mấy con khùng. Bây giờ em sẽ xuống dây tay với mẹ em. Hẹn cả nhà clip sau nha.